Với thương hiệu Toyota thì tầm giá từ 530 triệu đồng. Câu hỏi đặt ra đây có phải là tin vui cho những người đang ưa chuộng thương hiệu Nhật Bản và lâu đời này hay không? Nhiều khả năng giá xe Toyota Race sẽ không có biến động nhiều so với những đồn đoán ở mức 530 triệu đồng trước đây, rẻ hơn nhiều đối thủ Kia Sonet và đại lý đã thông báo ngừng nhận đặt cọc. Phân khúc xe A-SUV được dự đoán trở nên vô cùng sôi động khi Kia Sonet không còn cảm thấy cô đơn với việc xuất hiện của Toyota Race trình làng để tạo ra sức cạnh tranh hơn nữa. Mặc dù là được kỳ vọng sẽ thành công như là Seltos, nhưng Kia Sonet mới ra mắt lại khiến cho người dùng hụt hẫng bởi mức giá cao đến hơn 600 triệu đồng Việt Nam. Trái ngược với đối thủ Toyota Race đang trở thành mẫu xe mà nhiều người dùng Việt chờ đợi trong phân khúc SUV cỡ nhỏ đô thị mới này, thì theo thông tin sau khoảng một tháng nhận đặt hàng thì hiện nay một số tư vấn bán hàng của đại lý đã thông báo tạm thời ngừng nhận đặt cọc Toyota Race vì lượng đơn đang quá tải và số đơn liên tục tăng. Toyota Race được đại lý báo giá tạm tính khoảng 520 triệu đồng và dự kiến sẽ không thay đổi nhiều khi ra mắt chính hãng. Chính vì thế thì Toyota Race lại càng được nhiều người chờ đợi hơn khi chứng kiến mức giá cao của Kia Sonet. Theo truyền thống thì giá xe từ thương hiệu Toyota sẽ thường cao hơn đối thủ, nhưng có thể nói rằng Race sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác khi hãng xe Nhật xem đây đó là một sản phẩm chủ lực trong thời gian tới ở tại thị trường Việt Nam. Toyota Race cũng được kỳ vọng sẽ cùng Corolla Cross trở thành hai mẫu xe đầu tàu nói về doanh số của Toyota Việt Nam trong thời gian tới. Nếu như là mẫu xe Toyota Corolla Cross vẫn giữ được một phong độ bán chạy sau hơn một năm ra mắt, thì dòng xe Race cũng sẽ tạo thành một cặp bài chung để mà gánh vác doanh số trong thời gian tới khi Vios đang ngày càng bị các đối thủ giá rẻ lấn lướt trong phân khúc B sedan. Theo nguồn tin cho biết thì Toyota Race sẽ được ra mắt thị trường ô tô Việt trong tháng 11 vào tháng cuối năm 2021 và sẽ giao xe ngay sau đó, sẽ được nhập khẩu từ thị trường Indonesia và sử dụng động cơ mới cũng là một yếu tố khiến cho nhiều người yêu thích so với xe lắp ráp trong nước. Mặc dù là chưa ra mắt nhưng là hiện nay hình ảnh về dòng xe này Toyota Race chạy trên đường đã bị bắt gặp liên tục trong thời gian gần đây. Mẫu xe ô tô mới này của Toyota sở hữu thiết kế khá là góc cạnh trẻ trung và với duy nhất một phiên bản, Toyota Race có cụm đèn pha LED, bộ mâm phay bóng 16 inch, đèn hậu nổi khối. Điểm nhấn của Toyota Race còn đến từ khoang nội thất với thiết kế trẻ trung nhờ màn hình đặt nổi trên trung tâm bảng tablo giống đàn anh Corolla Cross. Xe có sẵn những tiện nghi như là hệ thống điều hòa tự động, cổng sạc điện thoại, màn hình kỹ thuật số 7 inch với 4 lựa chọn hiển thị. Kia Sonet không thể gập hàng ghế thứ hai, nhưng Race thì lại có thể làm được điều đó, giúp cho dung tích khoang hành lý lên đến là 1.133 lít, dung tích tiêu chuẩn là 369 lít. Toyota Race sử dụng động cơ 1.0 turbo hoàn toàn mới cho công suất cực đại 98 mã lực tại 6.000 vòng trên 1 phút. Moment xoắn cực đại là 140 Newton tại 4.000 vòng trên 1 phút và đi hộp số tự động vô cấp CVT. Bên cạnh đó thì Toyota Race có nhiều công nghệ an toàn cao cấp hơn dòng xe Sonet với hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA và những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như là hệ thống camera lùi, 4 cảm biến trước và sau gồm có 6 túi khí, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, chống trượt. Đây là một mẫu xe gia đình lựa chọn có thể di chuyển khá là rộng rãi trong những cung đường đô thị mà vốn đặc trưng ở tại thị trường Việt Nam. Các hệ thống giao thông Việt Nam nhiều cung đường khá là nhỏ hẹp thì đây cũng là lựa chọn và giá cả cũng ở tầm mức chung cho nhiều gia đình lựa chọn để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của mình. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết là Toyota Corolla Cross được bán khá là chạy ở thị trường Việt Nam trong thời gian mới ra. Vừa qua theo thông tin mới nhất thì Toyota Corolla Cross Model Lista đã được sản xuất giới hạn là 250 chiếc với gói trang bị ngoại thất mang phong cách thể thao. Ở tại thị trường láng giềng đã giới thiệu phiên bản đặc biệt của Corolla Cross với tên gọi là Model Lista ở tại thị trường Thái Lan.
Hãng xe Nhật này cho biết có 250 chiếc Toyota Corolla Cross Model Lista được sản xuất với bộ phụ kiện trang trí ngoại thất theo phong cách thể thao. Khách hàng có thể đặt hàng Corolla Cross Model Lista cho phiên bản 1.8 Hybrid Premium hoặc là 1.8 Hybrid Premium Safety. Mức giá đề xuất lần lượt cho hai phiên bản này là 34.500 đô và 37.860 đô la Mỹ. Đối thủ của Kia Seltos và Mazda CX-30 có diện mạo bắt mắt hơn với các trang thiết bị trang trí mới và phần đầu và đuôi trông khá là hầm hố khi được bổ sung ốp cản thể thao. Còn lại thì đèn chiếu sáng và đèn hậu LED trên mẫu SUV đô thị giữ nguyên thiết kế thanh mảnh và quen thuộc. Bên cạnh đó thì phần ốp ở bên hông bộ mông 18 inch của Toyota Corolla Cross Model Lista có thiết kế dạng cánh quạt, giúp nhìn tổng thể mẫu SUV trông bắt mắt hơn. So với phiên bản thường thì Corolla Cross với bộ phụ kiện Model Lista có giá cao hơn khoảng là 1.260 đô la Mỹ. Nhìn vào trong xe, Toyota Corolla Cross bản đặc biệt ở Thái Lan không có thay đổi hay là nâng cấp nào về thiết kế cũng như là về trang bị. Được phát triển từ hai model 1.8 Hybrid cao cấp nhất, Corolla Cross Model Lista có ghế ngồi bọc da, cửa sổ trời chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, gương chiếu hậu chống chói tự động. Hệ thống giải trí của xe gồm có màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ giao diện Apple CarPlay, kết nối với USB, Bluetooth và 6 loa âm thanh. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Corolla Cross Model Lista đó là động cơ hybrid gồm máy xăng 1.8 và động cơ điện, sản sinh tổng công suất khoảng 120 mã lực. Xe có hộp số vô cấp eCVT và hệ dẫn động là cầu trước. Các tính năng an toàn trong gói trang bị TSS gồm có kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo và hạn chế va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo lệch làn, đèn pha thích ứng. Như chúng ta đã biết là giữa lúc tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến, thực sự là nhiều người không ngờ được ở tại Việt Nam, thì hãng xe thuộc liên doanh ô tô Hyundai Thành Công đã trao tặng 10 chiếc xe Solati để mà làm xe cứu thương cho các bệnh viện tuyến đầu. Điều này khá là hữu ích trong bối cảnh hiện tại. Kể từ khi làn sóng Covid thứ tư bùng phát ở tại Việt Nam thì vào cuối tháng 4 2021 cho đến thời điểm này thì rất nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và 16 cũng như là 16 tăng cường. Trong đó đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam thì có nhiều áp lực hơn, cho nên thị trường dường như là đóng băng hoàn toàn. Do đó để tiếp sức cho đội ngũ y tế trên tuyến đầu thì liên doanh ô tô Thành Công Việt Nam đã quyết định trao tặng 10 chiếc xe Hyundai Solati để dùng làm xe cứu thương cho các cơ sở y tế thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tương ứng với tổng giá trị là 10 tỷ 800 triệu đồng Việt Nam. Trong đó bao gồm có Bệnh viện huyện Hóc Môn, Bệnh viện huyện Cần Giờ, Bệnh viện huyện Bình Chánh. Nếu ở tỉnh Bình Dương thì có Trung tâm Hồi sức COVID tỉnh Bình Dương, cơ sở thu dung điều trị COVID. Ở tỉnh Đồng Nai thì có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Ở Long An thì có Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa cơ sở 2. Ở tại Hà Nội phía Bắc thì có Bệnh viện điều trị COVID Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội. Ở tại tỉnh Ninh Bình thì có Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn. Dựa trên nguyên mẫu Hyundai Solati thì mẫu City Bus 16 chỗ đang được sản xuất và phân phối ở tại Việt Nam. Phiên bản xe cứu thương sở hữu không gian rộng rãi để giúp trang thiết bị y tế chuyên dụng trong như là bình oxy dung tích là 8 lít, móc treo dịch tuyến, tủ đồ, ổ cắm điện chuyên dụng, hệ thống phát tín hiệu ưu tiên. Sở hữu kích thước lớn thì xe được trang bị cáng cũng như là túi cứu thương tiêu chuẩn. Hệ thống dây điện chống cháy an toàn sẵn sàng lắp đặt thêm các trang bị y tế chuyên dụng hiện đại khác nữa. Trước đó thì vào tháng 5 2020, tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor cũng đã trao tặng 10 chiếc xe Solati cứu thương cho các bệnh viện tuyến đầu. Ở phiên bản 2021 thì Hyundai Solati cứu thương cũng đã có những cải tiến nâng cấp rất là đáng kể. Và bên cạnh đó, nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam cũng đã sẵn sàng nguồn linh kiện để mà sản xuất số lượng lớn Solati cứu thương để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu cộng đồng và xã hội, để đáp ứng được nhu cầu thiết thực trong thời gian này.